sau khi các bạn tạo xong rồi đúng không? Giờ các bạn sẽ add ha, add những cái thằng add những cái thằng đồng hồ và thằng xà khí á. Not family. Cái thằng matter này. Open. Đấy. Add vào. Rồi xà khí. Đây. Đấy. Rồi, bỏ bu lông vào ha, bỏ bu lông vào. Đây. Thank you.
add vào đây, giờ bạn sẽ kiểm tra xong rồi. Đấy. Cái này làm tương đối thôi, không cần phải chính xác con này đâu. Số lượng 8. Tám. Ok đó. 200. 150 đó. 610 đúng không? 200 thì 610 đi ha. Đó. Rồi ok, các bạn sẽ gắn cho mình bộ lăng bên A, cái mặt bên này nè, mặt bên này. Để mình hoàn thiện trong thằng này đúng không? Chris Miller. Đây. Lái nó vào ha, qua lại căn cứ thằng này bằng bậy quét similar đó, lái nó vào qua lại đấy. Rồi hai mặt này ha. Rồi hai thằng này thì mình cũng lấy theo DN đúng không? Lấy theo DN. Đây. DN đúng không? Rồi ok. Rồi gì nữa không? Bulong đó, Bulong. Bulong thì các bạn sẽ insert này, Lot Family Bulong vào. Lot Family. Đây. Là hôm nay thì mình đã xử lý rồi ha. Đấy. Đấy. Lái nó vào thôi.
lại ngoài này nha. Đó. Đây. Cái này anh lại xuống, lại xuống rồi đấy, hai thằng này thì mình cũng cho nó đi ăn thôi ha. Sau khi bạn xử lý xong thì cho nó đi ăn thôi, đây cho nó đi ăn này, thằng này là bằng với thằng đi ăn đúng không? Ok đấy, rồi vậy xong kiểm tra test lại. Đây bao nhiêu đi anh? 150. À quên quên. Cái này 200 nhé, 200. Chạy theo cái này nhá, chạy theo cái này. Đó. Có thể bạn các bạn làm ham VLOOKUP nhá, VLOOKUP để mình cho nó chạy cũng được. Tuy nhiên thì mình vẫn thích làm cái này hơn cho nó đơn giản hơn ha. Đơn giản nó và kiểm soát nó dễ hơn. Sau này cần thiết thì mình bỏ thôi. Ok. Rồi tạo cho nó connector ha. Connector. Trước khi tạo thì mình cứ cho nó vật liệu đã ha. Tạo vật liệu. Nail cut iron đúng không? Cut iron. Instant. Ok. Đấy. Cho nó cut iron. Iron luôn. Thằng này là cũng cắt iron luôn. Thằng này là flang luôn. Flang. Đó. Ok. Rồi vậy thôi. Đó, giờ chúng ta sẽ bỏ connector vào ha. Connector grid này. Bài connector ha. Tơ thì các bạn là cho nó nằm ngoài đây rồi này. Đó. Xíu mình hàn ở ngoài mà. Đấy. DN đúng không? DN. Rồi. Rồi các bạn có thể là bổ sung thêm các thông số nhá. Thông số về khối lượng này ha. Khối lượng hay là về nhà sản xuất các kiểu. Thì các bạn sẽ bổ sung thao sau. Rồi giờ mình sẽ lấy dự án vào test thử ha. Hai thằng này thì các bạn cho mình về global đi cho nó dễ kết nối, chuyển nó về là by accessory đi ha, by accessory. Rồi thằng này thì các bạn chọn cho mình là end cap đi. Đó, ok, donate. Rồi các bạn lấy một cái phòng bơm ra ha. Đây mình có cái phòng bơm này thì ngay vị trí này này ta sẽ đặt cái nó cái hammer ha. Đây rồi, đoạn này thì các bạn có thể là xóa thằng này đi ha. Rồi mình lock trong family của mình vào đây, lót vào ha. Đây để mặt bằng đi bao nhiêu, D1 D200 đúng không? D200 đây, 200 thì bắt thằng này thôi. Đó.
Đấy, bắt vào. Rồi dưới này thì mình chỉ đẩy ra thôi á, đẩy ra. Đó, lái nó vào thôi. Kiểm lại. Kiểm tra xem. Đấy. Ổn rồi đúng không? Đó. Thì đó, đó là cách để các bạn chế tạo cái hammer á, chế tạo hammer cho hệ thống là plumbing, đấy, cấp thoát nước hoặc là chữa cháy. Thì bạn sử dụng thằng hammer này để mình trong qua thôi ha. Rồi ok, thì video này thì mình hướng dẫn cho các bạn cách để mình tạo cái hammer. Thì hy vọng thì các bạn có thể theo video và tạo được cho mình tự tạo cho mình cái hammer cũng như các loại family thiết bị khác ha. Rồi thì các bạn có thể tham khảo các video tham khảo các khoa học về chế tạo family để mình có thể tự mình tạo được tất cả các loại family mà các bạn cần sử dụng. Đấy, đối với Revit thì các bạn việc tạo family là rất là quan trọng ha. Để mình làm chủ được family cho các dự án thì rất là quan trọng. Rồi ok, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.